Từ 0 giờ ngày 31 tháng 7, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm ban hành quyết định thành lập vùng cách ly y tế tại phường Trương Dương. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân tại đây không kịp chuẩn bị lương thực, thực phẩm cũng như một số loại nhu yếu phẩm khác. Tại các chốt kiểm dịch ở nhiều cửa khẩu ra vào phường như cửa khẩu Trương Dương Độ, Hàm Tử Quan, vân vân, trong ngày qua, người thân cũng như các mạnh thường quân đã đem đồ tiếp tế để người dân trong khu vực cách ly có thể ổn định cuộc sống trong ít nhất 14 ngày. Lực lượng chức năng địa phương đã ngay lập tức thành lập các tổ công tác đặc biệt để giúp người dân giao nhận hàng hóa, đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch. Tất cả các loại yếu phẩm em ạ, thức ăn, đồ sống, đồ chín đều được chuyển vận chuyển hết, rau củ quả, gạo nước là nhận hết. Người ta sẽ ghi ở trên số nhà, địa chỉ ở trên nắp hộp hết rồi em ạ. Thế là mình chỉ có vận chuyển đưa vào tới tay người dân thôi. Sẽ có ô tô vận chuyển vào tận cho người dân. Thế gọi điện thoại ra đầu ngõ người ta sẽ nhận. Trong hoàn cảnh khó khăn, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng đã được những tình nguyện viên phát huy cao độ. Họ làm việc quên nắng nóng, quên giờ giấc với tiêu chí còn hàng thì sẽ còn chuyển. Thanh niên này, phụ nữ này, các tổ trưởng tổ phó này, bí thư mặt trận này, nói chung là các người, các thành phần trong ban công tác mặt trận của khu phố. Đấy là chúng tôi ra đây là bắt đầu là nhận hàng từ 8 giờ đến 10 giờ và chuyển hàng đến bao giờ hết thì thôi. Nó có cái mệt nhưng nó có cái vui và nó có cái hạnh phúc. Nó có hạnh phúc là mình được ra tự do, mình được đưa đến những bữa cơm cho dân của mình được đảm bảo về chất lượng. Còn đấy các bác xem, những thùng hàng rất là nặng, nhưng mà chúng tôi là những người là tình nguyện để đi ra này. Đây là hàng tình nguyện để đi ra.